Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Chơi là chạy, đắt là bay trên Traveloka. Quá tuyệt vời, Ngân ơi. Tại sao anh không bảo vệ được em? Tại sao anh không bảo vệ được em?
Trời ơi, phát nó như con trâu mà sao bảo vệ được. Em bảo vệ cái quần nào mà bây giờ nè, tay em mà. Hai đứa chơi máu quá. Ừ, đúng rồi, nhìn hai đứa máu vậy thôi. Điện thoại Vivo X70 Pro, camera đồng chế tác cùng Zeiss. Vì hai đội đang hòa nhau nên chúng ta sẽ phân thắng bại bằng trận đấu tập thể của các thành viên nam. Anh chạy bên kia đi, che mặt giúp đi, bên em thua bây giờ. Bên kia kìa. Em mặc được rồi. Mặc đi thôi, mặc đi. Đội giành chiến thắng trong trò chơi mặc đồ trên bãi bùn là đội Lan Ngọc. Chúng tôi sẽ tiến hành vòng thi đấu cuối cùng. Đội thắng ở vòng này sẽ nhận được 15 quả bóng running. Wow. Hai đội sẽ chơi trò kéo co. Người đứng cuối cùng của đội nào lấy được chai nước trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Đội nào giành chiến thắng 2 trên 3 lượt chơi sẽ nhận được bóng running. Không, nhưng mà người đó cuối lấy được chai nước. Ok. Đến chắc là thắng rồi. Chắc. Vậy là em không được, em không có đứng ai được. Em yếu nhất, đúng không? Thì em đứng cuối cùng để uống nước đi. Em đứng cuối để mà em uống nước. Anh Vinh này em giữ. Giữ để em chạy lại, làm nói chung là... Cảm ơn chú nha. Em được phải tới kìa. Nó có phải uống hả? Không, mình chụp được chai nước làm thắng. Uống là uống sao?